Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 22. Dân cư thành Jerusalem lập Achasia, con trai út của Joram, làm vua thay vì người. Vì đạo quân đến với dân Ả Rập, xông vào trại quân đã giết các con trai lớn hơn người. Ấy vậy, Achasia, con trai Joram, vua Juda, lên ngôi làm vua. Achasia được 22 tuổi khi người tức vị. Người cai trị một năm tại Jerusalem. Tên mẹ người là Athali, con gái của Omri. Người cũng đi theo các đường lối của nhà Ahab, vì mẹ người là kẻ bày mưu dục người làm điều ác. Người làm những điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va như nhà Ahab đã làm. Vì sau khi vua cha qua đời, nhà Ahab làm kẻ bày mưu cho người, gây cho người bị bại hoại. Người cũng theo mưu trước của chúng mà đi với Joram, con trai Ahab, vua Israel, đến Ramoth tại Gala-át, đặng tranh chiến cùng Hazael vua Syria. Dân Syria làm cho Joram bị thương. Người bèn trở về Gitreen, đặng chữa lành các dấu thương người đã bị tại Rama khi đánh giặc với Hazael vua Syria. Achasia, con trai Joram vua Juda, đi xuống Gitreen đặng thăm bệnh Joram, con trai Ahab. Việc Achasia đi đến cùng Joram bởi ý Đức Chúa Trời và gây cho người bị bại hoại. Vì khi người đến tận nơi, bèn cùng Joram kéo ra đánh Jehu, con trai Nimshi, là người Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho đặng trừ diệt nhà Ahab. Xảy đăng khi Jehu trừ diệt nhà Ahab, lại gặp được các quan trưởng Juda và các con trai của anh em Achasia vẫn phục sự người, thì liền giết chúng nó đi. Người cũng tìm Achasia đang ẩn tại Samari. Người ta bắt người dẫn đến cùng Jehu rồi giết người đi. Đoạn họ chôn người vì nói rằng hắn là con trai của Josaphat, tức người hết lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Trong nhà Achasia chẳng còn ai có thể giữ quyền cai trị nước được. Vả khi Athali, mẹ của Achasia, thấy con trai mình đã chết, bèn trỗi dậy diệt cả dòng giống vua Juda. Nhưng Josaphat, con gái của vua, bồng trộm Joách, con trai của Achasia, đem khỏi vòng các con trai vua mà người ta toan giết, rồi để nó và kẻ vú nó trong phòng ngủ. Như vậy, Josaphat, con gái của vua Joram, vợ thầy tế lễ Jehoiada, giấu Joách khỏi trước mắt Athali, và Athali không giết nó được. Josaphat là em gái của Achasia. Joách bị ẩn giấu với họ trong 6 năm tại đền thờ của Đức Chúa Trời, còn Athali cai trị trên xứ. Chương 23. Năm thứ bảy, Jehoiada làm cho mình nên mạnh với các quan tướng cai trăm người là Asaria, con trai của Jeroham, Ismael, con trai của Johanan, Asaria, con trai của Obed, Maaseya, con trai của Adaya, và Elishaphat, con trai của Siegri, và lập giao ước với các người ấy. Những người ấy đi khắp xứ Juda và từ các thành Juda, nhóm người Lê-vi và các trưởng tộc của Israel, rồi họ đều đến Jerusalem. Cả hội chúng đều lập giao ước với vua tại trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Jehoiada nói với chúng rằng: "Này, con trai của vua sẽ cai trị theo lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu David. Này, điều các ngươi sẽ làm: 1/3 trong các ngươi, tức những thầy tế lễ và người Lê-vi, đến phiên trong ngày Sa-bát sẽ giữ cửa. 1/3 sẽ vào trong cung vua, và 1/3 ở nơi cửa Giê-sốt. Còn cả dân sự sẽ ở nơi hành lang của đền Đức Giê-hô-va. Chớ để ai vào trong đền của Đức Giê-hô-va ngoại trừ những thầy tế lễ và các người Lê-vi phục sự. Họ sẽ vào bởi vì họ thánh sạch. Cả dân sự sẽ giữ mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Người Lê-vi sẽ vây chung quanh vua, ai nấy đều cầm binh khí nơi tay. Hễ ai vào đền thờ thì
thì sẽ bị giết. Các ngươi khá theo hầu vua khi người đi ra, đi vào. Người Lê-vi và cả Giu-đa đều làm theo lời thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đã dặn bảo. Mỗi người đều lãnh kẻ thủ hạ mình, hoặc những kẻ vào phiên ngày Sa-bát, hay là kẻ mãn phiên ngày Sa-bát, vì thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa không cho các phiên đổi về. Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa phát cho các quan tướng cai 100 người những giáo, khiên nhỏ và lớn của vua David để trong đền Đức Chúa Trời. Người khiến dân chúng ai nấy cầm binh khí mình, sắp hàng đứng chung quanh vua dài theo bàn thờ và đền, từ bên hữu đền cho đến bên tả đền. Đoạn, chúng đem vương tử ra, đội mã triều thiên trên đầu người và trao luật pháp cho người, rồi tôn người làm vua. Giê-hô-gia-đa và các con trai người sức dầu cho người mà rằng: Vua vạn tuế. Khi A-tha-li nghe tiếng dân sự chạy và chúc tụng vua, thì đi đến cùng dân sự tại trong đền Đức Giê-hô-va. Bà xem thấy vua đứng trên cái sạp tại cửa vào. Các quan tướng và kẻ thổi kèn đứng gần bên vua. Còn cả dân sự của xứ đều vui mừng và thổi kèn. Lại có những kẻ ca sướng gãi nhạc khí mà ngợi khen Đức Chúa Trời. A-tha-li bèn xé áo mình mà la lên rằng: Phản ngụy, phản ngụy. Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đòi ra các quan tướng cai 100 người được đặt thống quản đạo quân mà biểu rằng: Hãy dẫn bà ra ngoài khỏi hàng quân, hễ ai theo bà khá giết nó bằng gươm, vì thầy tế lễ đã dạy rằng chớ giết bà tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Chúng bèn vẹt đường cho bà. Bà trở vào cung vua bởi nơi cửa ngựa vào, rồi chúng giết bà tại đó. Giê-hô-gia-đa bèn lập giao ước với cả dân sự và với vua, để chúng làm dân sự của Đức Giê-hô-va. Cả dân sự đều đi đến miễu ba anh, phá dỡ nó, đập bể bàn thờ và hình tượng nó, rồi giết Ma-than, thầy tế lễ của ba anh, tại trước bàn thờ. Chiếu theo ban thứ David đã định trong đền của Đức Giê-hô-va, Giê-hô-gia-đa giao các chức sự về đền Đức Giê-hô-va vào tay những thầy tế lễ và người Lê-vi, đặng dâng những của lễ thiêu cho Giê-hô-va cách ca hát vui mừng, y theo điều đã chép trong luật pháp của Mô-sê và theo lệ David đã định. Người cũng đặt những kẻ canh cửa ở nơi các cửa đền Đức Giê-hô-va, hầu cho ai bị ô uế về vô luận sự gì đều chẳng được vào đó. Người lãnh lấy những quan tướng cai 100 người, kẻ tước vị và những người quan trưởng của dân cùng cả dân sự của xứ mà rước vua từ đền Đức Giê-hô-va xuống, đi vào cung vua bởi cửa trên, rồi đặt vua ngồi trên ngôi nước. Hết thảy dân sự của xứ đều vui mừng và thành được bình tĩnh. Vả chúng đã giết A-tha-li bằng gươm. Chương 24. Giô-ách được 7 tuổi khi người lên làm vua. Người cai trị 40 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Si-bia, quê ở Be-e-sê-ba. Giô-ách làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, trọn đời thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Giê-hô-gia-đa cưới 2 vợ cho Giô-ách. Người sanh được những con trai và con gái. Sau việc này, Giô-ách có ý tu bổ đền của Đức Giê-hô-va, bèn nhóm những thầy tế lễ và người Lê-vi mà bảo rằng: Hãy đi khắp các thành Giu-đa, thâu lấy tiền bạc của cả Israel, để hàng năm tu bổ lại cái đền của Đức Chúa Trời các ngươi. Khá làm việc này cho mau. Song người Lê-vi trì hoãn. Vua vời thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-gia-đa mà bảo rằng: Cớ sao ngươi không có buộc những người Lê-vi từ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đem nộp bạc thuế mà Mô-sê tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã định cho hội chúng Israel phải dâng cho trại chứng cớ? Vì A-tha-li người nữ độc ác kia và các con trai nàng đã phá hủy đền của Đức Chúa Trời, và chúng nó đã dâng các vật thánh của đền Đức Giê-hô-va cho thần Ba-anh. Vua bèn truyền dạy người ta đóng một cái hòm để phía ngoài cửa đền Đức Giê-hô-va. Rồi người ta rao cho khắp xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem, ai nấy phải đem dâng cho Đức Giê-hô-va tiền thuế mà Mô-sê tôi tớ của Đức Chúa Trời đã định về Israel tại trong đồng vắng. Hết thảy các quan trưởng và cả dân sự đều vui mừng, đem bạc đến bỏ vào trong hòm cho đến đầy. Khi người Lê-vi thấy trong hòm đựng nhiều bạc, bèn đem nó lên giao cho vua kiểm soát.
thơ ký vua và người của thầy tế lễ thượng phẩm đều đến chuốt hòm ra rồi đem để lại chỗ cũ. Mỗi ngày họ làm như vậy và thâu được rất nhiều bạc. Vua và Jehoiada giao bạc ấy cho những kẻ coi sóc công việc trong đền Đức Giê-hô-va. Họ mướn thợ đẽo đá và thợ mộc đặng tu bổ đền Đức Giê-hô-va, cũng mướn những thợ sắt và thợ đồng đặng sửa lại đền của Đức Giê-hô-va. Vậy các thợ làm công việc và nhờ tay họ việc tu bổ được thành. Chúng làm lại đền của Đức Chúa Trời như cũ và làm cho vững chắc. Khi đã làm xong, chúng bèn đem bạc còn dư lại đến trước mặt vua và Jehoiada. Người ta dùng bạc ấy làm những đồ lễ về đền Đức Giê-hô-va, tức những đồ dùng về việc phụng sự và về cuộc tế lễ, những chén và những khí dụng bằng vàng bằng bạc. Trọn đời Jehoiada, người ta hằng dâng của lễ thiêu tại đền của Đức Giê-hô-va luôn luôn. Vả, Jehoiada đã trở về già, tuổi rất cao rồi qua đời. Lúc người thác được 130 tuổi. Người ta chôn người tại trong thành David chung với các vua, vì người có công lao trong Israel, có hầu việc Đức Chúa Trời và tu bổ đền của Ngài. Sau khi Jehoiada đã qua đời, các quan trưởng Juda đến chầu lại vua. Vua bèn nghe theo lời của chúng, lìa bỏ đền Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời có tổ phụ mình, mà phục sự những thần Asera và các hình tượng. Tại cớ tội lỗi ấy, bèn có cơn giận của Chúa nghịch cùng Juda và Jerusalem. Đức Giê-hô-va sai các đấng tiên tri đến cùng chúng để dắt chúng trở lại cùng Đức Giê-hô-va, nhưng chúng không chịu nghe. Thần của Đức Chúa Trời cảm động Sa-cha-ri, con trai của thầy tế lễ Jehoiada. Người đứng dậy trước mặt dân sự mà nói rằng: Đức Chúa Trời phán như vậy: cớ sao các ngươi phạm các điều răn của Đức Giê-hô-va? Các ngươi sẽ chẳng may mắn được, vì đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va cũng đã lìa bỏ các ngươi. Chúng bèn phản nghịch với người và theo lệnh vua ném đá người tại trong hành lang của đền Đức Giê-hô-va. Ấy vậy, vua Jo-ách không nhớ đến sự nhân từ của Jehoiada, cha của A-cha-sia đã làm cho mình, nhưng giết con trai người đi. Khi người chết thì có nói rằng: nguyện Đức Giê-hô-va xem xét và báo lại cho. Sảy khi đến cuối năm thì đạo binh Syri kéo lên hãm đánh Jo-ách. Chúng nó loáng đến Juda và Jerusalem, giết các quan trưởng của dân, rồi gửi hết những của cướp về cho vua tại Đa-mắt. Đạo binh Syri kéo đến có ít người. Đức Giê-hô-va lại phó một đạo binh rất đông vào tay chúng nó, bởi vì họ đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Như vậy, dân Syri xử hình phạt cho Jo-ách. Khi chúng đã bỏ đi rồi, vả chúng để người ở lại bị đau nặng, các đầy tớ người bèn phản nghịch cùng người, vì cớ huyết của con trai thầy tế lễ Jehoiada giết người tại trên giường, và người chết. Người ta chôn người tại trong thành David, song không phải trong mồ các vua. Này là những kẻ giấy nghịch cùng người: Sa-bác, con trai của Shimeác, là đàn bà Ammon, và Yô-sa-bác, con trai Shimrit, là đàn bà Mô-áp. Còn về việc các con trai người, số cống thuế người phải nộp và cuộc tu bổ đền của Đức Giê-hô-va, thảy đều chép trong sách truyện các vua. Amasia, con trai người, cai trị thế cho người. Chương 13. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật.
tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay, chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ. Đến bây giờ, chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay, tôi biết chưa hết. Đến bây giờ, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nên, bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Chương 14. Hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu. Ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để cho hội thánh được gây dựng. Hỏi anh em, ví bằng tôi đến cùng anh em nói các thứ tiếng lạ mà lời nói tôi chẳng tỏ sự kín nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì ít gì đến anh em. Vậy dẫu vật không linh tánh phát ra tiếng như ống tiêu, đờn cầm, nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thế nào nhận biết được ống tiêu hay là đờn cầm thổi và khải cái chi? Lại nếu kèn trỗi tiếng lộn xộn thì ai sửa soạn mà ra trận? Anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe, thì làm sao họ được biết điều anh em nói? Vì anh em nói bông lông. Trong thế gian này có lắm thứ tiếng, mỗi thứ đều có nghĩa. Vậy nếu tôi chẳng biết nghĩa của tiếng nói đó, thì người nói tiếng đó sẽ coi tôi là mọi, và tôi cũng coi họ là mọi nữa. Ấy vậy, vì anh em nôn nã ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe chẳng hiểu ngươi nói gì, thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng amen được? Thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy 1 vạn lời bằng tiếng lạ. Hỏi anh em, về sự khôn sáng chưa nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng hãy nên như kẻ thành nhân. Trong luật pháp có chép rằng Chúa phán: ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này, dầu vậy họ cũng chẳng nghe ta. Thế thì các thứ tiếng là một dấu chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Còn như lời tiên tri là một dấu chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Vậy khi cả hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ mà có kẻ tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe,
họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? Song, nếu ai nấy đều nói tiên tri, mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xét đoán. Sự kín giấu trong lòng họ đã tỏ ra. Họ bèn sấp mặt xuống đất, thờ lạy Đức Chúa Trời và nói rằng: thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. Hỡi anh em, nên nói thế nào? Khi anh em nhóm lại với nhau, trong anh em ai có bài ca hoặc bài giảng dạy hoặc lời tỏ sự kín nhiệm hoặc nói tiếng lạ hoặc giải tiếng lạ chăng? Hãy làm hết thảy cho được gây dựng. Ví bằng có người nói tiếng lạ, chỉ nên hai hoặc ba người là cùng. Mỗi người phải nói theo lượt mình và phải có một người thông giải. Nếu không có ai thông giải thì người đó phải làm thinh ở trong hội thánh, mình nói với mình và với Đức Chúa Trời. Người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét. Song, nếu một người trong bọn người ngồi có lời tỏ sự kín nhiệm thì người trước nhất phải nín lặng, bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn. Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri. Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả hội thánh của các thánh đồ. Đàn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em. Họ không có phép nói tại nơi đó, nhưng phải phục tùng cũng như luật pháp dạy. Nhược bằng, họ muốn học khôn điều gì, thì mỗi người trong đám họ phải hỏi chồng mình ở nhà, bởi vì đàn bà nói lên trong hội thánh là không hiệp lẽ. Có phải là đạo Đức Chúa Trời ra từ nơi anh em, hoặc chỉ đến cùng anh em mà thôi chăng? Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay là được Đức Thánh Linh soi sáng, thì người ấy hãy biết rằng, điều tôi viết cho anh em đây là mạng lệnh của Chúa. Mà nếu ai muốn bỏ qua, thì mặc họ bỏ qua. Ấy vậy, hỏi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri, và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ. Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Thi Thiên 143. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe sự nài xin của tôi. Nhân sự thành tín và sự công bình Chúa, xin hãy đáp lại tôi. Xin chớ đoán xét kẻ tôi tới Chúa, vì trước mặt Chúa chẳng người sống nào được xưng là công bình. Kẻ thù nghịch đã đuổi theo linh hồn tôi, giày đạp mạng sống tôi dưới đất. Nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi. Vì vậy, thần linh tôi nao sờn, tấm lòng sầu não trong mình tôi. Tôi nhớ lại các ngày xưa, tưởng đến mọi việc Chúa đã làm và suy gẫm công việc của tay Chúa. Tôi giơ tay lên hướng về Chúa, lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy. Đức Giê-hô-va ơi, xin mau mau đáp lời tôi. Thần linh tôi nao sờn, xin chớ giấu mặt Chúa cùng tôi, e tôi giống như kẻ xuống huyệt chăng? Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa. Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch. Tôi chạy nương náu mình nơi Ngài. Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Nguyện thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì cớ danh Ngài, xin hãy làm cho tôi được sống. Nhờ sự công bình Ngài, xin hãy rút linh hồn tôi khỏi gian truân. Nhờ sự nhân từ Chúa, xin hãy diệt hết kẻ thù nghịch tôi và hủy hoại những kẻ hà hiếp tôi. Vì tôi là kẻ tôi tớ Chúa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng,
thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.